Ok, hello xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh YouTube Dư Khải Gaming. Và mình là Dư Khải, đã chúc anh em một buổi xem video vui vẻ này. Trưa hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục liên đấu với anh em. Và Khải sẽ làm tóm tắt 4 trận liên đấu liên tiếp cho anh em xem. Hiện tại bây giờ là 11 giờ đúng anh em. Server cũng đã báo danh trận đấu đầu tiên trong buổi trưa. Thì anh em cùng vào và chờ đợi xem thử gặp ai nha anh em ơi. Khải cũng đã chuẩn bị máu me các kiểu đại điều rồi. Giờ chỉ vào và chiến anh em ơi. Ok. Yo, anh em chờ một chút nha. Mấy phút, 3 phút, đợi Khải tu đến 1 phút rồi đợi anh em nha. Ok, 1 phút, 1 phút. Anh em đang nghe ca khúc Nghĩa Xin Cây. Anh em có thể search YouTube anh em nghe nè mày. Cũng khá nhiều anh em hỏi Khải là thường thường bài hát đầu tiên là bài gì. Hát này là bài Nghĩa nha anh em. Bài Nghĩa của Xin Cây. Hát vào đám trình kỳ nha anh em. Em chỉ sợ là ra thôi. Okay, anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu đầu tiên. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ Khải bằng cách nhấn like, chia sẻ video này giúp Khải nha anh em ơi. Không biết sẽ gặp ai nhưng mà cứ mong rằng anh em cứ vào ủng hộ Khải là ok nha anh em. Một like chia sẻ ủng hộ Khải nha anh em. Trúc Linh này mạnh lắm, thiên sông đau. Phát mấy phát là chết liền. Ui, 180 rồi. Ôi sao mà ăn 20. Thế thì người ăn 20 được rồi. Thế thì phục hồi cao lắm. Rồi sao mà gặp Thiếu Lâm rồi. Gặp Thiếu Lâm rồi. Không, đi, đi chỗ bên trong. Thiếu Lâm Quyền nè, Thiếu Lâm Quyền 112. Đâu, câu giờ trong vòng 10 phút hơi căng nè. Người trận liên đấu đến 10 phút lận anh em ơi. Rất khó mà anh được mấy Thiếu Lâm như thế này. Nếu mà câu giờ thì Khải khó mà với năm 60 bình máu mà câu được giờ. Rất khó nè. Đánh hay đánh đâu, được đâu hay đánh đó. Rất khó câu giờ lắm. Bên người anh hồ sao cũng đưa trở về sang cánh trong vu quy nói lên tim ta. Chắc chắn giờ đang đam rồi, không thu đam được nè. Đang đam mà vấn đề là câu được hết 10 phút hay không mới làm vấn đề nè. Chắc là Khả đang đam rồi. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn hương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ. Chắc chắn là đang đam. Không thu đam rồi, đang đam. Kim bắc giang kêu xa đã giữ trái tim anh hùng. Ai nhận qua ai vượt qua.
lòng cầu chi trai ta quê xung trần. 15 năm ta vẫn bên em, 15 năm ta vẫn bên em. Vấn đề là cao được hết giờ hay không mới là vấn đề này. Chú làm 102 cấp anh em, chịu đau nè. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dù ôi, xin cái gì chết rồi. Ngày xưa nơi đây nguyện là kết xuyên. 15 năm có mấy chữ tình, mà sao ta vẫn luôn nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng mà gió sương hay trong giấc mơ. Chẳng là thiền hắn canh, chẳng là 10 phút lắm. Mười phút sau một trận anh em, nên là đủ phải cố gắng canh sao mà vừa mana vừa thở lực nữa nè, thiếu thở lực là thua ngay. Chỉ Nguyễn Thiên Lam mà trúng được thôi anh em ơi, Nguyễn Bảo Vũ không trúng được. Đó, nhưng mà đoạn này Quýnh Bảo Vũ này, đó, đoạn này Quýnh Bảo Vũ đường này, đó. Anh em thấy chưa, thấy chưa? Đó, anh Đàm chắc nha anh em, không có thua được. Rồi, bà biết rồi. Anh Đàm chắc là không có thua được. Chỉ liêu người chạy thôi. Hết 10 phút là thắng rồi. Chắc chắn anh em đang Đàm. Mà không biết còn thời tính vào thời gian nữa anh em. Tính vào thời gian nữa. Bây giờ Khải không còn đánh Khải Văn Anh. Quyến giữ thể lực là được. Nơi dương bay 3 phút nữa nằm cố gắng như nè. Chứ chẳng đa anh đàn mà nằm không thua được. Trận này hay, trận này thắng mới win mới hay nè anh em. Còn 2 phút. Cứ nó mà nó bút chống phái là mình đúng mình đánh thôi em. Cái chắn đàn đàm không thua được. Điều cao hết giờ là thắng rồi nè. 2 phút. Trong gai đi bộ đất anh tài trở về vang danh hùng.
Em này phải đánh cọc em này. Phải đơn giản này. Thất lực còn là sẽ win. Không bao giờ thua được. Nếu mà thất lực trước là thua. Thất lực trước là nên giảm mình là chết liền này. Còn đợi dành thất lực giảm né những cái đòn mà nó giảm dính mình đó. Mình né 60 giây. 55. Thằng này đánh cọc này. Đơn giản này. Khải còn đến ba mấy bình. Nói chung ăn đam chắc chắn rồi. Tính sơ qua Khải biết chắc chắn ăn đam rồi. Nó thu đam là Khải chấp rồi. Quýnh thì máy đam mới là. Ba mươi giây. Rồi với 75 thể lực 30 giây cứu rồi được. Còn 57. Chung mà giữ thế lực này mà không giữ thế lực chết nó ngay. Còn máu mà. Rồi, win. Không bằng đám em ơi, pha cuối này cũng không còn đám nữa. Rồi, thấy chưa? Trận đánh cấp cho anh em. Quá đánh cấp. Hình thứ 5 anh em thấy chưa? Thứ 502 cấp này. Em chậm các kiểu ít nè. Anh em xem thấy hay thì trong một live chia sẻ nha. Anh em nhìn sơ qua coi lượng đam mà. Phe ta bị đánh trúng 27.000, đối phương bị đánh trúng 71k. Không. Ok, tiếp tục trận đấu thứ hai nha anh em. Xem đừng quên đó là một like nha anh em ơi. Đây anh em cùng xem và gia các lượng, các lượng Thiếu Long Quyền này anh em 102 cấp nha. Top 1 môn phái Thiếu Long. Đó, top 1 môn phái Thiếu Long. Cấp 102 rồi đó. Biết đâu nè. Thắng trận vừa rồi khá là ok, khá là hay luôn anh em, tại vì trong này Khải rất là đánh rất là bình tĩnh. Nói chung là mình biết cách của Thiếu Long Quyền di chuyển nữa. Nói chung là cố gắng giữ đam là anh ơi. Tại vì nó không có đánh được mình đâu. Mình phải làm gì làm câu được 10 phút là win mà. Ok, tiếp tục trận đấu thứ hai nha em. Trận này lại gặp Thiếu Long Quyền. Rồi, câu giờ tiếp tục. Thiếu Long Quyền luôn nha. Trận đấu gặp hai Thiếu Long Quyền vãi thiệt. Còn lại nhắc tay là đánh là mình đánh nè. Mình đâu đánh, mình đâu có đánh xuống đâu. Còn nhắc tay là mình đánh rồi. Đó. Nhắc tay là mình đánh cái. Yeah.
và đang mách một chút. Đang mất. Rồi, đó, xuống là thấy ngon, xuống ngựa là thấy ngon rồi. Cầu dẫn xuống ngựa mà nè. Cầu dẫn xuống ngựa mà. Thiên La vậy anh em không thấy không hiểu ý chứ. Thiên La đánh hàm hiện đẳng cấp anh em. Đúng quá. Hàm đẳng cấp anh em đúng quá. Đúng quá. Mình đang chắc luôn. Chắc chắn Thiếu Lâm này đang mua thua thế lực mình. Hát điện thoại cho. Chắc chắn Thiếu Lâm đang thua thế lực này. Chắc chắn đang thua thế lực mình nha nè. Tại vì nó đã xuống ngựa là còn ca thế lực rồi. Mình vẫn còn ca 2 nha nè. Anh nhanh em xem. Anh đam này. Giờ chạy này, giờ. Lên ngựa đào sấy này. Giờ mình chỉ cần né đam thôi nên mà không cần đánh. Anh đam chắc rồi. Không cần đánh gì. Mình cần né đam thôi. Mình cần né đam là win. Chơi nói chung là anh em cứ để ý xem chứ. Đánh biết nhiều trận liên đón rồi. Kiếm Lâm đánh như thế nào. Khải còn cầm Kiếm Lâm top 3 liên đón. Mình này em thua rồi. Bên kia chỉ còn 600 mana, 600 thổ lực thôi, không còn nhiều đâu. Giờ chắc tay một xíu là anh sao thua được 3 phút, anh em dưới 800 thổ lực này, 3 phút cao vô tư anh em. Làm này không ăn được, nói chung hôm trước là Khải bị sơ xuất một phát thôi. Tại vì anh được ma chết thôi chứ còn.
Hôm nay không có bị sơ sức ở đâu em ơi. Không giữ anh đâu em ơi. Nhắc tay là đánh rồi. Nhắc tay là đánh rồi. Chúng người chạy thôi. Đó, cứ chạy hết thân lực thì tí này chết chúng mình luôn. Hai phút 600 thể lực quá chắc. Này giờ thể lực nhiều hơn trận trước nhiều. Quá nhiều thể lực này. Đánh như Thiếu Lâm mình đâu cần kết thúc nó nè, không kết thúc được. Vì nó trâu lắm. Mình chỉ câu giờ mình đang đam thôi, không bao giờ kết thúc được lắm. Bữa trước là trận kia là bị hố kèo nha em. Em đừng nhớ anh nhà bùa. Nhớ đâu em ơi. Sao anh được? Anh vừa ca em cho anh được anh. Một lần thôi. Ba trăm thể lực trong vòng 40 giây, tầm này win chắc. Mình kia hết thể lực rồi. Thứ lần hết thể lực chắc rồi. Khoảng 300 thể lực này em thấy không? 30 giây buông thể lực chơi nè. Đâu còn đánh nữa nè em, này win rồi, win chắc. Thứ lần hết thể lực rồi. Thế lực rồi, đâu còn đánh nữa mà, giờ mình chạy đủ ăn rồi. Wow, khóc chưa em? Vừa ăn chặn là mình sơ hở thôi nè. Ok anh em, bây giờ đã hai win hai trận Thiếu Lâm quyền anh em. Nói chung là Khải chỉ sợ Thiếu Lâm ban thôi anh em. Còn lại mấy cái kia thì ráng bơ ca anh bình thường anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ 3 anh em. Trận đấu ngày hôm nay khá là hay, gặp hai Thiếu Lâm quyền. Toàn ạch VIP nha anh em. Thiếu Lâm kia có 100 nè, thì anh em trong mình trong bang nè. Có phần khá là cao hơn 100 rồi phải. F9 bùa. Rồi, F9 bùa rồi. Như là đã chút vậy rồi. 97. Nãy thắng được 102, là thắng 97. Thiếu Lâm quyền vừa trước thắng mình một trận á. Ok anh em, bây giờ đến trận đấu thứ 3 nha anh em ơi. Đấu thứ 3 vừa thắng thua rồi. Thắng 15 thua 6 nè, thằng 34. Ok. Đấu thứ 3 nha, hai trận thắng Thiếu Lâm quyền quá chắc anh em. Anh em video này mà không like không chia sẻ nữa buồn luôn anh em. Hai trận thắng Thiếu Lâm quyền liên tục nha anh em. Ngày hôm nay mình cố gắng thắng 4 trận liên tiếp giống hôm qua đẹp nha anh em. Không biết sẽ như thế nào mà sẽ cố gắng hết sức. Đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em trận đấu thứ 3 nha. Hai trận đấu đánh liên tục anh em. Gần mười mấy phút một trận. 10 phút một trận anh em. Khải soi là cái trận đầu tiên gặp bùa thứ không? Lượng đam như thế nào này. Biết còn không? Đây lượng đam đây. Đây, đối phương bị Khải bị dính 25k đam. Đối phương gì bị dính 82k nha anh em. Đối phương bị dính 82k nha anh em. Ok, gặp đường môn rồi. Win chắc không, nói chung là đánh mấy cái kiều thiên la để nó giữ chân quá chắc anh em. Hai thiên la một bao vũ, hai thiên la một bao vũ, đối phương chất ngay nè, thấy chưa?
thì hai vị đánh trúng số năm đối phương Việt 7.000 này, nhưng mà hai hiệp đường môn thì ai bực uống máu tốt hơn người ta thắng nhiều. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trận đấu thứ tư nha, đừng quên cho một like chia sẻ nha. Ok anh em, bây giờ thì sẽ vào trận đấu cuối cùng nha anh em ơi. Ba trận đấu ngày hôm nay quá xuất sắc, quá tuyệt vời nè. Anh em mà không cho một like, một chia sẻ video này thì giận luôn nha anh em. Nói chung là lâu rồi không bực ca anh em, bực ca này nói chung cũng khá là lâu không đánh liên đấu. Từ lúc đánh Thiếu Lâm, Cùng Lôn, Đường Môn, Nam Động các kiểu thì lâu quá mà đánh này liên đấu Đường Môn. Mà ở phiên bản này còn ảnh đồ xanh này, Đường Môn rất là yếu. Chỉ là cố gắng giành đam được với kỳ hợi thì câu đam ăn, nó còn kết thúc kỳ hợi hợp kim thì hơi khó. Mấy trận này gặp ai? Cố gắng này. Hai trận win Thiếu Lâm, một trận win Đường Môn này. Trận này sẽ gặp ai? À, mong sao trận này win một trận nữa là đẹp nè. 79 phương cài phải không? Ôi, gió đang ngon 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 ngon. Thôi xong gió đang này rồi. Phương cài gió đang này em ơi. Xong. Kết thúc trận đấu nhanh gọn. À, quá chắc anh em ơi. Quá chắc, quá chắc. Trong gió đang thì nhìn gió là biết anh không anh em. Sao mà thu được. Hôm nay là win 4 trận liên tiếp nè. Hai trận đấu khá là hay. Kia thì giờ đang cấm 101 thì không anh gì được mình rồi. Kỳ hội mà anh em sao không? Phương cần 101. Ok. Win 4 trận liên tiếp này nè. Lập lại kỷ lục hôm qua. Quá chắc hạng 27 rồi. Ok anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ và cũng như ủng hộ Khải like chia sẻ video giúp anh em ơi. Ok bye bye mọi người nha. Chúc anh em vui vẻ. Bye bye anh em. Hẹn anh em tối nay livestream tiếp tục nha.